Avezac, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học live stream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Cô chào các em, vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về carbon, silic và một số hợp chất của chúng. Thì trong bài hôm nay chúng ta sẽ cùng đi luyện tập nha. Thì ở trong cái phần này thì về mặt lý thuyết thì cô sẽ không nói nhiều đến, tại vì carbon và silic thì nó khá ít các phản ứng, được chưa? Nó chỉ thế nào? Nó chỉ lạ. Cái chương này các em thấy là nó lạ hơn so với các chương khác. Vậy thì các em về nhà, các em chịu khó viết một vài phương trình, thế là mình sẽ quen thôi. Giống như mình việc viết nhôm, viết sắt, các phản ứng của nó thì các em thấy cực kỳ dễ dàng, đúng không? Thì carbon và silic nó hơi lạ một chút, thì mình chịu khó về suy nghĩ và mình viết các phương trình phản ứng để cho mình quen thạo nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào một số dạng bài tập, và ở trong phần này ấy, thì cô chỉ tập trung nói đến một số dạng bài tập của carbon thôi. Còn silic thì chủ yếu người ta khai thác về mặt lý thuyết và các phản ứng đặc biệt của silic. Đấy, thì các em về nhà tự ôn tập nha, như cô đã nói đấy. Thì còn bài tập thì người ta ít đề cập đến, và nếu mà đề cập thì bài toán của nó khá là dễ dàng nha. Thì ở trong cái bài tập về carbon thì cô đưa ra cho các bạn 3 dạng bài tập chủ yếu. Dạng đầu tiên là dạng về phản ứng khử của carbon và hydro CO, khử oxit kim loại. Dạng thứ hai là bài toán sục CO2 vào dung dịch kiềm. Và dạng cuối cùng là bài toán đổ H cộng vào hỗn hợp muối carbonat hoặc là làm ngược lại nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng vào dạng đầu tiên. Dạng đầu tiên chúng ta nói đến đó là dạng bài tập khử oxit kim loại bằng CO, carbon và hydro. Thì các bạn lưu ý cho cô, đầu tiên đó là gì? CO, carbon và hydro nó chỉ khử được các oxit kim loại sau nhôm oxit, tức là từ kẽm trở đi nha, các bạn chú ý. Thứ hai đó là gì? Các chất khử này nó sẽ cướp oxy ở trong oxit để tạo thành sản phẩm nha. Thì bây giờ cô sẽ, để mà nói rõ hơn cái bài toán này thì mình sẽ cùng đi tìm hiểu cái mô hình bài toán nha. Nào, đây, cô có 3 chất khử điển hình là CO. Đấy, còn về chất khử nhôm thì mình sẽ nói trong bài toán nhiệt nhôm ở lớp 12 sau nha. Trong bài toán này thì mình không nhắc đến. Nào, 3 chất khử này thì tác dụng với, sẽ khử được oxit kim loại, chẳng hạn cô gọi oxit đó là MXOY nha. Thì trong oxit kim loại các bạn hình dung là nó có kim loại M và có mặt oxy. Đấy, hai nguyên tố. Thì ở đây phản ứng sẽ diễn ra như nào? Khi đó các chất khử này CO, carbon và hydro, chúng sẽ cướp oxy ở trong oxit để tạo thành sản phẩm, có thể là kim loại hoặc là hỗn hợp kim loại và oxit kim loại nha. Thì cô gọi là sản phẩm. Đấy, hỗn hợp sản phẩm hoặc là kim loại không. Và cộng với cái gì? CO mà cướp oxy thì tạo thành CO2. Đấy, và có thể vẫn còn CO dư nhá. Đấy, carbon là CO sẽ tạo thành CO2 hoặc là vẫn còn CO. Hydro mà cướp oxy thì tạo thành H2O. Đấy. Trong một số bài toán thì người ta hay đề cập đến CO và CO2, CO vẫn còn dư nhá, các bạn lưu ý cho cô. Vậy ở trong dạng bài toán này thì các bạn cần chú ý những cái điều gì để ta giải bài tập nào? Người ta khai thác những cái gì? Thứ nhất, các bạn thấy là gì? Đây là hỗn hợp ban đầu, có thể là hỗn hợp oxit nha. Thì sau phản ứng theo các bạn nó sẽ tăng hay nó giảm? Sản phẩm tăng hay giảm? Chắc chắn là giảm. Bởi vì sao? Bởi vì một lượng oxy đã bị các cái chất khử này cướp để tạo thành CO, CO2 và nước nha. Đấy, thì các bạn lưu ý cho cô. Thứ nhất, điều đầu tiên các bạn phải nhớ là gì? Sau phản ứng, lượng sản phẩm sẽ, lượng oxit giảm sẽ bằng lượng oxy bị các cái anh khử này cướp đi nha. Vậy delta M giảm. Đấy, sẽ bằng M hỗn hợp trước của oxit trừ đi cái M hỗn hợp sản phẩm này nha. Nó đúng bằng cái lượng oxy, xin lỗi, bằng khối lượng oxy bị cướp. Đấy. Oxy bị cướp thì người ta sẽ cho các bạn liên quan đến các dữ kiện này để chúng ta cùng tìm được oxy bị cướp bằng bao nhiêu. Và thứ hai, các bạn lưu ý cho cô là gì? Thứ hai này, M của oxit ban đầu. Đấy, thì các bạn thấy là gì? Nó gồm kim loại và oxy, đúng chưa? Đấy, thì sẽ bằng gì? M của cái sản phẩm này. Đấy, sản phẩm, cô gọi là M nha. Bằng M sản phẩm cộng với cái gì? Cộng với cái lượng oxy mà bị cướp đi nha.
cộng với M oxy bị cướp. Đấy. Và trong bài toán này thì các bạn cần áp dụng linh hoạt cho cô các định luật bảo toàn nguyên tố và bảo toàn khối lượng nha. Và bây giờ để tìm hiểu rõ hơn về bài toán này thì chúng ta cùng đi tìm hiểu một số dạng ví dụ. Các bạn cùng xem cho cô ví dụ đầu tiên nào. Ở đây người ta cho dẫn một luồng khí CO carbon monoxide dư qua ống đựng M gam hỗn hợp gồm sắt từ oxit và đồng oxit nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thì thu được 2,32 gam hỗn hợp kim loại, tạo ra hỗn hợp kim loại. Và khí thoát ra thì dẫn qua bình nước vôi trong dư thì thấy có 5 gam kết tủa. Và các bạn phải biết ngay cho cô khí đó là khí CO2 nhá. Nào bây giờ chúng ta cùng tóm tắt cái bài toán này nào. Cô có khí CO cộng với M gam này gồm hai kim loại, hai hỗn hợp oxit lại sắt từ oxit Fe3O4 và đồng oxit. Thì sau phản ứng thì người ta thấy là gì? Thấy có tạo thành kim loại và đây là hai kim loại nha. Các bạn biết ngay đó là sắt và đồng. Thì có khối lượng là bao nhiêu? 2,32 gam. Và đương nhiên là cộng với CO sẽ cướp oxy tạo thành CO2 nha. Và đương nhiên còn CO dư không? Còn dư, nhưng các bạn lưu ý là gì? Dư bên này với dư bên này nó triệt tiêu nhau, mình không cần phải biết CO dư làm gì nha. Nào, và cái lượng khí này thì người ta thế nào? Cái khí thoát ra mà đi qua dung dịch nước vôi trong dư thì chỉ có CO2 hấp thụ thôi nha. Còn CO nó sẽ không hấp thụ. Thì tạo thành kết tủa là do CO này đi qua canxi hydroxit dư. Và các bạn lưu ý cho cô là gì? Nếu canxi hydroxit dư, tức là 3 dơ dư thì sản phẩm của mình là muối carbonat trung hòa nhá. Là CaCO3. Đấy, CaCO3. Thì người ta cho đây là gì? 5 gam kết tủa. Kết tủa của mình là CaCO3 canxi carbonat. Thì các bạn có tính được số mol cho cô không? Hoàn toàn tính được đúng không? 5 chia cho M lớn của canxi carbonat là bằng 100. Vậy canxi carbonat của cô sẽ bằng 0,005 mol. Đấy, và các bạn điền đây nha. Cái các bạn tự bấm cho cô. Vậy canxi carbonat bằng 0,05 mol. Đấy, bạn nào chưa thạo thì mình có thể viết phương trình giữa CO2 cộng CaOH thành lần tạo thành CaCO3 để mình tìm được cho cô số mol CO2. Nhưng các bạn lưu ý là gì? Đấy, mình làm nhanh, bây giờ trắc nghiệm rồi đúng không? Thì toàn bộ carbon đi vào đâu? Toàn bộ carbon ở CO2 đi hết vào canxi carbonat CaCO3. Nghĩa đây là 0,05. Thì các bạn bảo toàn carbon cho cô nhá. Bảo toàn carbon. Đấy, vậy thì các bạn có tính được CO2 bằng bao nhiêu không? Hoàn toàn tính được, nó sẽ bằng 0,005. Đấy, nó bằng nhau mà. Ở toàn carbon thì đây có một carbon thì đây cũng có một carbon, vậy số mol nó phải bằng nhau nha. Rồi, vậy cô biết được CO2 thì các bạn sẽ biết được cái gì? Đây, ở đây cô hướng dẫn các bạn hai cách nha, hướng dẫn các bạn hai cách để các bạn thích làm cách nào thì các bạn làm. Nào, cách một này, sau khi các bạn biết được CO2 rồi thì các bạn có biết được CO không? Hoàn toàn biết được đúng chưa? Mình sẽ bảo toàn cái gì? Bảo toàn carbon đúng chưa? Nào, bảo toàn carbon nha. Bảo toàn nguyên tố carbon thì số mol của CO sẽ bằng số mol của CO2. Đấy, toàn bộ carbon đây này đi hết vào CO2. Vậy thì số mol CO2 bằng 0,05. Thì các bạn có tính được số mol CO bao nhiêu không? Hoàn toàn tính được, đúng chưa? Vậy số mol CO sẽ bằng 0,05. Và bây giờ cô sẽ điền vào đây nha. 0,05. Vậy các bạn biết số mol thì các bạn sẽ biết khối lượng. Ở đây ta cho khối lượng rồi. CO2 biết số mol các bạn cũng tính được khối lượng. Vậy một phương trình mà các bạn biết được ba ẩn đã biết theo khối lượng thì mình sẽ dùng bảo toàn khối lượng để ra M. Đúng chưa? Nào vậy thì CO bằng 0,05 thì các bạn bấm cho cô nhá. 0,05 mà mình nhân được bao nhiêu nhỉ? CO là 28, đúng chưa? Nó ra 1,4 gam. Vậy đây cô có MCO sẽ bằng 1,4 gam. Rồi, tương tự các bạn có thể bấm luôn cho cô MCO2 nhá. Nào, MCO2 bằng
0,05 mà nhân với 44. Nào, 0,05 mà nhân với 44. À, nó ra 2,2 gam. Vậy thì các bạn đã biết hết rồi, thì bây giờ mình dùng bảo toàn khối lượng nha. Bảo toàn khối lượng. Nào, MCO cộng với M hỗn hợp này thì cô gọi là M rồi. Người ta cho là M, đúng chưa? Bằng hỗn hợp hai kim loại là 2,32. Đây, cô ghi M kim loại đấy à, nha. Cộng MC, MCO2. Rồi bây giờ các bạn thay vào nào. CO của mình là bằng, đây, 1,4 gam. Cộng với M này, bằng M kim loại là 2,32. Cộng với MCO2 là 2,2. Từ đây các bạn tính cho M cho cô nha. Nào, các bạn lấy 2,32 cộng 2,2 và mình trừ đi 1,4. 3,12 gam. Đấy, vậy đây là kết quả. Đấy, nhìn thì tính có vẻ lâu nhưng khi các bạn thạo rồi mình chỉ việc bấm thôi thì nó sẽ khá là nhanh nhá. Đấy, cách 1 là như vậy. Thế cách 2 như thế nào? Cách 2 là đúng như cái lý thuyết cô dạy các bạn. Khối lượng của oxit kim loại sẽ bằng khối lượng của kim loại cộng với khối lượng oxy bị cướp, đúng chưa? Vậy các bạn hình dung là gì? Hỗn hợp kim oxit này sẽ gồm hai phần nhá. Đây. Biết lên cho các bạn. M này sẽ gồm hai phần. Một là phần kim loại và hai là phần oxy. Vậy kim loại ở đâu? Đây các bạn nhìn này. Toàn bộ kim loại ở trong oxit nó đi hết về đây. Và người ta đã cho mình hai kim loại này khối lượng là 2,32. Vậy các bạn điền đây nhá. 2,32 gam. Vậy bây giờ nếu mà ta tính được oxy, khối lượng oxy thì ta hoàn toàn tính được M. Bạn lấy kim loại cộng với oxy. Mà oxy ở đâu ra? Oxy ở trong oxit kim loại này đã bị anh CO này cướp để tạo thành CO2, đúng chưa? Vậy thì các bạn tính cho cô. Đây, cô viết ra cho rõ nha. CO này cướp oxy ở trong oxit kim loại tạo thành CO2. À, mà các bạn đã tính được CO2 ở đây ngay từ cái việc hấp thụ vào canxi hydroxit thì mình tính được là 0,05 mol, đúng chưa? Vậy ta không cần phải biết CO bao nhiêu. Đây, vậy thì ta sẽ tính được lượng oxy bị nó cướp, tại vì CO cướp oxy mới tạo thành CO2, đúng chưa? Vậy lượng oxy bị cướp là 0,05 mol nha. Vậy thì oxy ở đây sẽ bằng 0,05 mol. Mà để tính khối lượng thì các bạn nhân với 16 cho cô nha. Nào, bây giờ ta sẽ tính M sẽ bằng M kim loại của mình biết rồi là bằng 2,32 gam cộng với M oxy bị cướp này, một cái sọ sẽ bằng, nào các bạn thay vào nhá, 2,32 này cộng M oxy bị cướp sẽ 0,05 là số mol nhân với 16 bằng, rồi nó cũng ra 3,12 gam. Đấy, cách nào cũng được, các bạn thích sử dụng cách nào cũng đều ok hết nha. Nhưng mà mình phải hiểu được bản chất. Một là các bạn dùng bảo toàn nguyên tố thì các bạn sau đó mình áp dụng bảo toàn khối lượng, đấy, áp dụng linh hoạt thì mình sẽ tính ra được M. Hai là các bạn áp dụng đúng công thức cho cô. M hỗn hợp đầu sẽ bằng M hỗn hợp sau cộng lượng oxy bị cướp. Trong bài này thì hỗn hợp sau của mình là kim loại, nhưng với một số bài toán thì hỗn hợp sau có thể là gồm oxit sư nữa nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng sang ví dụ thứ hai. Các bạn xem tiếp cho cô ví dụ thứ hai nào. Ở đây thì cô cho 4,48 lít khí CO đi qua ống sứ đựng một oxit sắt, nhưng mà chưa biết oxit là oxit gì nha. Và đến phản ứng hoàn toàn thì sau phản ứng thì có thu được khí này, có tỉ khối so với hydro là 20. Vậy các bạn phải hiểu đây là hỗn hợp khí nha, chứ không thể có cái khí CO2 của mình cũng là 44, được chưa? Đấy, khí CO thì là 28. Vậy hỗn hợp là CO và CO2. Xác định công thức của oxit sắt rồi. Vậy để xác định được công thức của một hợp chất nào đấy thì các bạn phải biết cho cô tỷ lệ giữa các nguyên tố trong oxit đó nha. Nào, bây giờ chúng ta cùng tóm tắt cái đề bài. Nào, đây cô có CO này 4,48 thì các bạn phân tích ngay nó bằng 0,02 mol nha. Ở đấy thì ai cũng phải làm được. Đi qua này, một oxit sắt thì cô chưa biết là oxit gì thì cô đặt là FeXOi. Đây, ở đây nó có mấy gam đây? 8 gam. Rồi,
đến phản ứng hoàn toàn, đến phản ứng hoàn toàn thì thu được hỗn hợp CO và CO2, hỗn hợp khí đây các bạn để ý đây, hỗn hợp này CO và CO2 nhá, nghĩa là CO vẫn còn dư, tỷ khối là 20. Vậy thì các bạn thấy là M trung bình của nó sẽ bằng bao nhiêu? 20 nhân với 2 là bằng 40 nhá. Và khi các bạn thấy là gì? Phản ứng hoàn toàn và CO của mình vẫn còn dư, điều đó có nghĩa là oxit sắt đã bị khử hết với kim loại sắt rồi nhá. Đấy, mình phải phân tích về cái điều đó. Đấy, kim loại sắt. Đấy, sau khi đấy thì bây giờ chúng ta sẽ xét cách giải bài toán này nhá. Nào, vậy thì các bạn để ý cho cô này, cô sẽ hướng dẫn các bạn hai cách giải nhá. Đấy, để mình thích cách nào thì mình dùng. Bây giờ các bạn phải áp dụng linh hoạt giữa bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố cho cô. Ở đây các bạn nhìn thấy này, toàn bộ carbon ở đây đi hết vào đâu? Đi hết vào cái hỗn hợp sau ở này nhá. Đấy, vậy thì các bạn ở đây này, thấy CO và CO2 nó đều có một carbon thì số mol của hỗn hợp này các bạn sẽ biết ngay nó phải bằng 0,2 nhá, bằng 0,2 mol. Vì sao? Tất cả đây có một carbon, vậy thì số mol nguyên tố carbon sẽ bằng 0,2 mol, thì ở đây cũng có 0,2 mol này, được chưa? Đấy, các bạn phải hình dung như vậy cho cô. Đấy, mình phải phân tích được thì mình mới làm được nhá. Thì ở đây các bạn nhìn này, ta biết số mol hỗn hợp đấy, ta biết khối lượng hỗn hợp, m trung bình hỗn hợp, ta hoàn toàn tính được số gam hỗn hợp nhá. Vậy m này hỗn hợp khí sẽ bằng số mol biết rồi 0,02 mà nhân với m trung bình là 40, vậy các bạn nhẩm ra ngay được nó bằng 8 gam. Đấy, 8 gam. Vậy thì các bạn nhìn này, ta biết số mol ở đây thì ta hoàn toàn tính được số gam CO, biết số gam oxit sắt, lại biết được số gam hỗn hợp. Vậy các bạn bảo toàn khối lượng, lập tức các bạn tính được cho cô sắt luôn nhá. Đấy. Đấy, ở trên là bảo toàn nguyên tố rồi ra hỗn hợp nhá. Bây giờ mình bảo toàn khối lượng nào. M của CO nào, MCO thì bây giờ các bạn tính cho cô nhá. Đây, suy ra là MCO bằng nào, các bạn bấm 0,2 mà nhân với 28. À, mình ra được 5,6 gam. Đấy, thì cô lắp luôn vào đây nhá. 5,6 gam này cộng với oxit sắt mình biết rồi là bằng 8 sẽ bằng M của cái hỗn hợp khí này mình vừa tính xong là bằng 8 cộng với M của sắt. M của sắt. Vậy các bạn hoàn toàn triệt tiêu 8 này thì M sắt sẽ bằng 5,6. Điều đó có nghĩa là số mol của sắt sẽ bằng, đây cô cần tính số mol của sắt nhá. Rồi, số mol của sắt bằng bao nhiêu? Đây, M đã nhá. Suy ra M cho các bạn. M sắt bằng 5,6. Rồi, 5,6 gam. Từ đó các bạn tính cho cô được số mol sắt sẽ bằng 5,6 mà chia cho 5,6, nghĩa là bằng 0,1 mol nhá. Rồi. Đấy, sắt bằng 0,1 mol. Nhưng mà theo cô đã nói ngay từ đầu là gì? Để tính được oxit sắt là cái gì thì các bạn phải biết số mol của mỗi nguyên tố, ví dụ nguyên tố sắt số mol bao nhiêu, nguyên tố oxy số mol bao nhiêu để mình lập tỷ lệ giữa x và y. Vậy cô đã tính được số mol của sắt, bây giờ cô phải tính được số mol của oxy. Vậy các bạn biết này, trong oxit sắt thì nó chỉ có mấy nguyên tố? Có hai nguyên tố, là nguyên tố 8 gam nhá. Oxit sắt là nguyên tố gì? Sắt và oxy. Cô đã biết khối lượng của sắt chưa? Biết rồi, các bạn nhìn này, toàn bộ sắt trong oxit đi hết về, bị khử hết về sắt nhá. Vậy số gam của nó bằng 5,6 gam. Thì các bạn có tính được số gam của oxy không? Mình dùng bảo toàn khối lượng. Số gam của sắt cộng số gam oxy bằng số gam của oxit sắt nhá. Nào, lấy 8 này trừ đi 5,6 để ra được số gam của oxy, sau đó các bạn chia cho cô chia 16 để tính số mol nhá. Mục đích là cô tính số mol oxy. Nào, chia 16. À, vậy các bạn ra 0,15 mol. Rồi, vậy các bạn đã biết được số mol của sắt, biết được số mol của oxy thì các bạn hoàn toàn biết được tỷ lệ giữa x và y nhá. Cô viết ở đây. À, viết đây nhá. Vậy số mol của sắt này trên số mol của oxy sẽ bằng sắt là 0,1 chia
0,15 và 0,1 chia 0,15 thì các bạn tính nhẩm ra ngay là bằng 2/3 các bạn chia 0,05 nhá. Vậy sắt tỷ lệ với 2, oxy tỷ lệ với 3. Vậy oxit này là Fe2O3, đơn giản đúng không? Đấy, cách 1 là như vậy. Bây giờ chúng ta cùng vào cách số 2. Ở cách 2 này thì các bạn đây, thế cách 1 là mình đã tính được anh nào trước? Cách 1 mình tính được sắt trước, đúng chưa? Vậy nhớ cho cô là mục đích để tìm được oxit là ta phải tính được cho cô sắt có số mol là bằng bao nhiêu, được chưa? Số mol oxy bằng bao nhiêu? Thì trong cách 1 thì cô đã hướng dẫn các bạn tìm được cái gì trước? Tìm sắt trước. Thì trong cách 2 mình có thể tìm oxy trước nhá. Tìm oxy thì các bạn hoàn toàn là sắt, đúng chưa? Nào, cách 2. Cách 2 cô hướng dẫn qua thôi. Cách 2 rõ ràng là sẽ chậm hơn cách 1 nhá. Nhưng nhiều bạn đi theo cái con đường này thì mình hoàn toàn có thể xử lý được. Thế bây giờ để tính được oxy thì các bạn phải tính được cái gì? Các bạn phải hình dung nhỉ? CO cướp oxy trong oxit sắt để tạo thành CO2. Vậy để tính được oxy trong oxit sắt thì các bạn phải tính được cho cô số mol CO2 nó bằng bao nhiêu nhá. Các bạn có tính được không? Mình hoàn toàn tính được đấy nhá. Ta có số mol rồi này. Ta có M trung bình, ta sẽ tính được số mol của mỗi anh này bao nhiêu. Được chưa? Chẳng hạn cô đặt CO2. Cô đặt CO2 nhá. Đặt CO2 bằng amon đi chẳng hạn. Đấy. Thế thì CO các bạn tính được bao nhiêu? Mình đừng đặt B làm gì nhá. Đây, tổng là 0,2 rồi. Trừ đi A thì ra thằng này, đúng chưa? Vậy CO sẽ bằng 0,2 trừ đi amon. Bây giờ ta có số mol của mỗi anh rồi này. Thì ta sẽ có khối lượng của mỗi anh theo A. Vậy nếu ta biết được khối lượng của hỗn hợp là ta sẽ ra. Có khối lượng chưa? Đây các bạn nhìn này. Đây, M hỗn hợp ký là bằng 8 gram chưa? Đấy, vậy thì cô có M hỗn hợp bằng 8 gram. M hỗn hợp khí bằng 8 gram. Nó sẽ bằng những anh nào cộng lại nào? CO là M là bằng 28 nhân với số mol là 0,2 trừ A cộng CO2 là 44, số mol là A. Đấy, ở đây thì các bạn tìm A là xong nha. Các bạn sẽ bấm cho cô này. Đương nhiên là làm hai cách nó phải ra kết quả giống nhau nhé. Rồi, vậy A bằng. Rồi, A của cô bằng 0,15. À đúng rồi. Đây, A là 0,15. Nghĩa là lượng oxy bị cướp cũng bằng 0,15 nhé. Cô viết đây cho các bạn nhìn rõ này. Tại sao A là 0,15 thì oxy bị cướp lại là 0,15 nhé. Các bạn hình dung CO cướp oxy ở trong oxit để tạo thành CO2. Vậy số mol CO2 của cô vừa tính được là bao nhiêu? 0,15, đúng chưa? 0,15. Thì lượng oxy trong oxit bị cướp cũng bằng 0,15, được chưa? Và khi các bạn tính được số mol oxy rồi thì các bạn sẽ tính được khối lượng oxy. Từ đó các bạn sẽ tính được khối lượng của sắt bằng phép lấy 8 trừ đi khối lượng oxy thì ra khối lượng sắt. Sau đó mình cũng tính được số mol sắt và các bạn lập tỷ lệ tương tự như cách số 1 nhá. Hai cách thì đều ok hết. Rồi, bây giờ chúng ta, vậy là trong hai ví dụ này thì cô đã cung cấp cho các bạn cách để mình xử lý cái bài toán CO. Bài toán khử oxit kim loại một cách đơn giản nhất. Và đương nhiên đây không phải những bài toán khó nhá. Nó chỉ là những bài toán ở mức trung bình thôi. Thì để làm được những bài toán khó hơn thì các bạn chịu khó về mình luyện tập, lấy một số đề để mình luyện tập hơn nhá. Còn để nói kỹ hơn về cái dạng toán này thì cô sẽ hướng dẫn các bạn ở trong chuyên đề phía sau. Ok, bây giờ chúng ta cùng sang dạng tiếp theo. Tiếp theo chúng ta cùng vào dạng số 2. Dạng số 2 thì như phần đầu cô giới thiệu, đây là bài toán sục khí CO2 vào dung dịch kiềm. Thì có thể nói đây là bài toán mà gọi là khá là quen thuộc với các bạn rồi. Lớp 9 ta cũng học, lớp 10 ta cũng học bài toán đổ CO2, sục CO2 và SO2 vào dung dịch kiềm. Vậy tại sao lớp 11 ta cũng học mà lớp 12 tất nhiên các bạn cũng sẽ đề cập đến bài toán này nhá. À vậy tại sao lớp 11 chúng ta lại học? Bởi vì trong cái chương đầu tiên chúng ta học về sự điện ly, ta học về ion, đúng chưa? Thì trong cái phần này, trong lớp 11 thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm theo ion. Cách làm theo ion sẽ đơn giản hơn và làm được những bài toán khó hơn. Cách mà chúng ta học ở lớp dưới là viết phương trình phân tử nha. Nào bây giờ, để mà tìm hiểu bài toán này thì các bạn phải nhớ cho cô, nó sẽ có hai phương trình phản ứng. Đầu tiên, nếu CO tác dụng với 1OH trừ sẽ tạo thành muối HCO3 trừ. Và CO mà tác dụng với 2OH CO2 nhá, CO2 và OH trừ mà tỷ lệ
2 chia 1 thì sẽ tạo thành muối, muối carbonat trung hòa, được chưa? Vậy thì ở đây, để giải được bài toán này thì tương tự như bài toán axit phosphoric tác dụng với dung dịch kiềm ấy, axit phosphoric là axit bazơc, đúng chưa? Đấy, cách làm của bài toán này tương tự như bài toán đấy nhá, mà thậm chí nó còn dễ hơn. Cách làm là gì? Ta sẽ đặt tỷ lệ K bằng số mol OH- trên số mol CO2. Đấy, ta lấy OH- bởi vì có thể các bài toán là hỗn hợp các dung dịch kiềm chứ không phải là một dung dịch kiềm nhá. Và ở đây cái tỷ lệ K này nó sẽ gặp những trường hợp như nào? Đây, các bạn phân tích. Đây, trục này trục K nhá. Nếu đây các bạn nhìn này, thấy 1 và 2 chưa? Tỷ lệ 1 chia 1 và 2 chia 1. Nếu mà tỷ lệ của cô là 1 chia 1. Đấy, tỷ lệ là K là 1 thì ở đây là muối gì đây? Muối muối HCO3 trừ. Còn nếu mà tỷ lệ là 2. Đây, tỷ lệ 2. Đây các bạn nhìn này, 2 chia 1 thì tạo thành muối, muối carbonat trung hòa nhá, CO3 2 trừ. Tuy nhiên trong một số bài toán thì không phải người ta sẽ ra 1 và so ra 2 cho các bạn nhá, mà nó sẽ ra tỷ lệ nằm giữa các cái vùng này, được chưa? Vậy thì hỗn hợp tạo ra sẽ là gì? Nào, nếu mà K mà nhỏ hơn 1, nhỏ hơn bằng 1 nhá, thì có thể có thứ nhất muối HCO3 trừ. Đấy, đương nhiên này, ở mốc này. Và thứ hai, CO2 của mình còn dư. Còn nếu mà K mà lớn hơn 2, đấy, nằm từ vùng 2 trở đi, thì nó sẽ có gì? Thứ nhất, muối carbonat trung hòa. Và thứ hai, OH trừ của mình dư, được chưa? OH trừ tức là kiềm đấy. Và giờ đấy. Nào, thì thứ ba là, nếu nó nằm từ vùng 1 đến 2, thì các bạn nhớ cho cô trong bài acid fulvic cô nói rồi, nếu nằm ở giữa thì nó sẽ lấy hai đầu mốc này, được chưa? Đấy. Vậy hỗn hợp tạo ra sẽ là muối HCO3 trừ và muối CO3 2 trừ. Và ở trong cái phần này thì có một cái công thức mà cô sẽ không thiết lập lại cho các bạn nhá. Các bạn nên nhớ là số mol. Đây, khi mà làm từ vùng 1 đến 2, đây vùng này là cái vùng mà chúng ta hay gặp nhất nhá, bài toán người ta hay đề cập, thì số mol của muối CO3 2 trừ sẽ bằng số mol OH trừ trừ đi số mol CO2. Các bạn cứ viết phương trình ra thì các bạn sẽ thấy ngay cái công thức này là đúng nha. Và người ta đã chứng minh ở trên các bạn có thể tìm kiếm trên mạng hoặc là các cái nguồn thông tin nha. Hoặc là ở trên lớp thậm chí các thầy cô đã hướng dẫn các bạn rồi, thì ở đây thời gian không đủ chúng ta sẽ không nói về vấn đề này nha. Đấy, cái công thức này trong hóa thì có nhiều công thức lắm các bạn ạ. Đủ các công thức nhà rồi mình học về tính đồng phân hay các thứ. Tuy nhiên chúng ta nên học những cái công thức nào mà áp dụng nhanh, được chưa? Còn những cái công thức kia mình chứng minh được, mình làm được thì mình không cần thiết nhá. Còn bài toán CO2 này là bài toán rất là phổ biến. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta cùng vào một số ví dụ để luyện tập nhá. Các bạn cùng xem cho cô câu số 1 nào. Ở đây người ta cho 5,6 lít CO2 sục vào 1 lít dung dịch natri hydroxit 0,75m và người ta thu được dung dịch X. Cô cạn X thì thu được M gam chất rắn và hỏi M nó bằng bao nhiêu. Đây là bài toán mà khá đơn giản, thậm chí là các bạn có thể viết theo phương trình phân tử được, được chưa? Bởi vì nó chỉ có một dung dịch kiềm thôi. Tuy nhiên là cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cách với làm với ion nhá. CO2 là 5,6 tức là 0,25 mol. Tác dụng với NaOH. 0,75m mà có 1 lít dung dịch, vậy đây sẽ là 0,75 mol. Thì thu được anh X và cô cạn X thì thấy là có M gam nha, có M gam rắn. Thì giờ người ta hỏi tính M nó bằng bao nhiêu. Thì đầu tiên trong cái việc này thì để xác định được X thì các bạn phải viết cho cô tỷ lệ giữa OH trừ trên CO2. Vậy số mol OH trừ sẽ bằng bao nhiêu nào? NOH trừ. À, NaOH bằng 0,75 thì OH trừ sẽ bằng 0,75 mol nha. Vậy thì các bạn hoàn toàn lập được cái tỷ lệ K giữa số mol OH trừ và số mol CO2. Nào, vậy các bạn lập cho cô số mol OH trừ trên số mol CO2 sẽ bằng 0,75 mà chia 0,25. Và các bạn tính ra được bằng 3, đúng chưa? 3 là nằm ở vùng lớn hơn 2 nhá. Vậy thì nghĩa là anh X sẽ có cái gì nào? Vậy anh X có cái gì? Vậy các bạn nhớ lại cho cô, lớn 2 thì khi đó CO3 tạo thành muối
CO3 2 trừ nha. Đây cô ghi đây. Gạo thành muối CO3 2 trừ và kiềm vẫn còn dư nha. OH trừ vẫn còn dư. Và trong bài này muối CO3 2 trừ nó chỉ nằm ở muối natri carbonate thôi nhá. Và thứ hai OH trừ chính là NaOH dư, được chưa? NaOH dư. Vậy nếu các bạn tính được số mol của mỗi anh này thì mình sẽ ra m ngay. Nào, tính số mol như nào? Thì để tính được số mol của mỗi anh này thì một là mình áp dụng cái công thức cô vừa hướng dẫn cho các bạn là gì nhỉ? Số mol à, đây mình có thể bảo toàn nguyên tố thôi nhá, bảo toàn nguyên tố. Ở đây các bạn thấy là gì? Toàn bộ CO2 này đi vào đâu? CO2 là 0,25 thì toàn bộ carbon đây em nhìn này, nó chỉ đi vào mỗi cái muối này thôi, đúng chưa? Nó không thể bay ra ngoài được. Bởi vì OH trừ dư. Nào, vậy toàn bộ carbon đi vào đây. Ở đây là 0,25, cái muối này cũng là 0,25. Ở đây cô bảo toàn carbon nhá. 0,25 mol. Đấy, các bạn phải áp dụng linh hoạt giữa bảo toàn nguyên tố và bảo toàn khối lượng. Tiếp tục để tính được số mol NaOH dư thì các bạn hình dung là gì? Toàn bộ natri, đây bây giờ mình lại bảo toàn cái natri này. Toàn bộ natri là 0,75, nó đi vào những đâu? Nó đi vào muối carbonate và NaOH nhá. Ở đây cô ghi rõ cho các bạn. Bảo toàn nguyên tố natri. Thì ở đây natri bên kia là 0,75 này. Nó đi vào đâu? Thứ nhất nó đi vào muối natri carbonate sẽ là 0,25 nhân với 2. Cộng với NaOH dư chứ gì? Chưa biết thì cô đặt là x đi. X NaOH cộng x. Vậy x các bạn sẽ tính được ra ngay. 0,75 mà trừ đi 0,5 thì x sẽ bằng 0,25 mol. Rồi, vậy các bạn biết x thì mình sẽ ra được số mol của NaOH 0,25 mol. À, biết số mol của hai anh này rồi thì các bạn chỉ việc bấm nhân với khối lượng là mình sẽ ra thôi nhá. Để cô viết ở đây, m sẽ bằng 0,25 natri carbonate là 106 này cộng với 0,25 của NaOH. NaOH là 40. Nào các bạn bấm nhá. À, vậy mình ra được là bằng 36,75 gam. Đấy, đây là mình áp dụng giữa tỷ lệ OH trừ và CO2 và từ đó mình xác định được sản phẩm. Sau đó mình tính được M nha. Nhưng mà các bạn nhớ lại cho cô cái bài toán gì nhỉ? Bài toán sục à, bài toán về axit phosphoric và sục vào tác dụng với dung dịch kiềm thì mình còn một cách thứ hai đối với những dạng toán này đó là gì nhỉ? Mình chỉ quan tâm đến đâu? Chỉ quan tâm đến x thôi nhá. Không cần quan tâm đến cái khác, bây giờ chỉ quan tâm đến x. Người ta cần hỏi x thì mình sẽ quan tâm đến cái dung dịch ở trong đấy. Nào, anh x có cái gì? Toàn bộ natri, các bạn nhìn này, toàn bộ natri đi vào đâu? Nó không thể bay lên trời được, đúng không? Thế vậy nó chỉ có thể đi vào dung dịch dưới trạng thái dưới dạng Na cộng nhá. Đấy, Na cộng đi vào đâu thì cũng là Na cộng thôi. Thứ hai, bây giờ các bạn phải tìm hiểu là gì? Toàn bộ carbon đi vào đâu? Toàn bộ carbon ở đây này sẽ đi hết vào CO3 2 trừ. Đấy, các bạn không quan tâm là gì? Có muối HCO3 trừ hay muối CO3 2 trừ. Dù HCO3 trừ nhé, cô viết đây. Dù HCO3 trừ hay là CO3 2 trừ thì trong dung dịch nó cũng đều có cái gốc CO3 trừ này cả. Đúng chưa? CO3 2 trừ. Vậy thì bây giờ natri nó bằng bao nhiêu? 0,75. CO3 bằng bao nhiêu? Đây các bạn nhìn, toàn bộ carbon nó đi vào đây là 0,25. Rồi, bây giờ ta phải cần tìm cái gì nó sẽ ở đây. Các bạn nhớ là gì? Trong một dung dịch thì phải có định luật bảo toàn điện tích. Nghĩa là tổng dương sẽ bằng tổng âm. Thì các bạn nhìn thấy là dương ở đây cô có bao nhiêu? 0,75. Nhưng âm cô chỉ có bao nhiêu thôi? 0,25 nhân với 2 là 0,5. Nghĩa là dương lớn âm. Thì để bảo toàn điện tích trong dung dịch nó phải trung hòa với điện mà. Thì cô phải bù thêm âm. Thì bù thêm âm thì có thể có H cộng được không em? Không thể. Thì điều đó có nghĩa là ở đây
không bao giờ có cái muối H2O3 trừ. Bù thêm âm thì các bạn nhớ cho cô, trong bài acid fulvic cô nói là nhỉ, bù thêm dương thì ta bù thêm H cộng, mà bù thêm âm thì ta bù thêm OH trừ nhá. Đấy, OH trừ. Vậy OH trừ bằng bao nhiêu? Nào các bạn, lấy dương trừ âm ở đây là dư 0,25. Đấy, 25 mol nhá. Và đây người ta chỉ hỏi M thôi, thì mình tính được ngay tổng tất cả các ion này. Đấy, và các bạn nhìn hình dung này. Đây, giá H dư đúng là bằng 0,25 nhá. Nào bây giờ mình sẽ bấm tổng tất cả các ion cho cô nhá. Vậy M bằng, nào các bạn cộng với lại 0,75 này nhân natri là 23 cộng 0,25 nhân CO3 trừ là 60 cộng 0,25 OH là 17 nha. Và bây giờ nó phải bằng 36,5, và đúng thật kết quả cũng bằng 36,5, thấy chưa? Đấy, cái cách này các bạn không phải đi xếp ca hay là sẽ cùng gì cả, mình viết luôn cái dung dịch nó có những cái ion nào nha, thì mình cũng hoàn toàn tính được khối lượng thôi. Ok, thì để rõ hơn thì chúng ta cùng vào câu số 2. Đây là các bạn xem cho cô câu số 2 nhá. Ở đây thì bài toán này nó khó hơn bài toán trước, bởi vì ta thấy là nó không còn một dung dịch bazơ nữa mà nó có đến 2 nhá. Bây giờ mình xem là sục 3,36 lít khí CO2 vào 300ml hỗn hợp 2 bazơ thì thu được 1 gam kết tủa và dung dịch Y. Sau đó cô cạn anh Y thì thu được 2 gam rắn khan. Bây giờ người ta hỏi M1 và M2. Vậy bước 1 các bạn phải tóm tắt được cho cô cái đề bài nhá. CO2 3,36 các bạn chia 22,4 0,15 cộng với này. Nào, canxi hydroxit. Nào các bạn tính ra bằng bao nhiêu nào? 0,2 nhân với 0,3 là 0,06 mol. Và natri hydroxit 0,3 mà nhân với 0,3 nó sẽ bằng 0,09 mol. Đấy, vậy mình biết hai anh kiềm rồi, hai anh bazơ rồi. Thu được này. M1 gam kết tủa. Rồi, M1 gam kết tủa. Cộng với Y. Đấy, và sau đó thì người ta cô cạn Y, cô cạn nhiệt độ này thì thu được M2 gam rắn. Đấy, cô tóm tắt cho các bạn thôi nhá. Thì bây giờ bài toán này là gì? Đầu tiên các bạn phải cần biết cho cô sản phẩm của phản ứng là như thế nào chứ gì? Nào, cách 1 nhá. Đấy, cô hướng dẫn các bạn hai bài mà theo hai cách, rồi các bạn tự hình dung là mình sẽ chọn cách nào cho phù hợp với bản thân nhá. Thì cách 1 là gì? Đúng theo cái quy tắc, các bạn sẽ phải tính được cho cô tỷ lệ giữa số mol OH trừ trên số mol CO2. Từ đó các bạn sẽ biết được sản phẩm là cái gì, được chưa? Nào chúng ta xét này. Số mol OH trừ thì các bạn tính cho cô số mol OH trừ đã. Số mol OH trừ đây khó hơn bài trước là bởi vì OH trừ nó nằm ở 2 bazơ. Nào, 0,06 canxi oxit là 2 này. Vậy 0,06 nhân với 2 là 0,12 cộng với 0,09 nhân với 1 là 0,12 cộng 0,09 là bao nhiêu nhỉ? 0,21 đúng chưa? 0,21 mol. Rồi, nào bây giờ các bạn hãy xét cho cô tỷ lệ mol giữa số mol OH trừ, số mol OH trừ này trên số mol CO2 sẽ bằng 0,021 mình chia cho 0,15. À, và chắc chắn nó sẽ lớn 1 và nhỏ hơn 2 rồi. Bây giờ cần số chính xác nhá. À, nó ra 1,4. Đấy, 1,4. Thì các bạn thấy 1,4 này sẽ lớn hơn 1 và nhỏ hơn 2. Nghĩa là sản phẩm của cô sẽ là gì nhỉ? Hỗn hợp giữa muối carbonat, hydrocarbonat và muối carbonat trung hòa. Đấy, thấy chưa? Đấy, thì ở đây có một cái công thức mà cô đã hướng dẫn cho các bạn là gì nhỉ? Khi mà tạo ra hỗn hợp muối thì số mol CO3 2 trừ nó sẽ bằng cái gì? Nào, số mol CO3 2 trừ bằng số mol OH trừ trừ số mol CO2. Bây giờ các bạn lắp vào nhá. OH trừ của cô là 0,21 trừ CO2 là 0,15. À, 21 mà trừ 15 thì nó bằng 0,06 đúng không? 0,06 mol. Ok. Đấy, vậy thì CO3 2 trừ của cô sẽ bằng 0,06 mol nhá. Đấy. Và các bạn thích tính H2O3 trừ thì các bạn hoàn toàn tính được thôi. Các bạn nhìn này.
toàn bộ CO2, toàn bộ carbon trong CO2 nó đi hết về đâu? Nó đi hết vào trong dung dịch dưới dạng HCO3- và CO3-. Các bạn biết được CO3- thì các bạn giống bảo toàn nguyên tố nào? Nguyên tố carbon. Nào, bây giờ mình sẽ trừ nha. Tổng carbon trong đây nó phải bằng 0,15. Vậy các bạn lấy 0,15 trừ đi 0,06 thì nó ra 0,09, đúng chưa? Vậy hydrocarbon, carbonate của cô là 0,09 mol. Đấy, dùng bảo toàn nguyên tố. Rồi thì bây giờ mình sẽ xử lý dữ kiện đề bài rồi. Xử lý xong rồi, bây giờ ta nhìn vào yêu cầu đề bài. Nó hỏi M1 gam kết tủa. Thì ở đây, kết tủa các bạn phải chắc chắn cho cô là canxi carbonate nha. Kết tủa sẽ là CaCO3. Đấy. Mà CaCO3 được tạo ra khi canxi 2+. Đấy, canxi 2+. Tác dụng với CO3 2- để tạo thành CaCO3. Đấy, thì bây giờ các bạn đo xem anh nào nhỏ hơn thì kết tủa phải tính theo anh ấy. Nhưng bài toán này là một bài toán mà khá là đặc biệt khi mà số mol canxi 2+, đây các bạn nhìn này, canxi 2+ ở trong đây nó sẽ bằng 0,06 nhá. Canxi hydroxit đi ra thì tạo thành 0,06 mol canxi 2+, thì ở đây là 0,06. Mà CO3 2- cô lại vừa tính được, cũng bằng 0,06. Vậy thì số mol kết tủa cũng sẽ bằng 0,06 nhá. Tính theo anh nào cũng được bởi vì nó bằng nhau. Đây, trường hợp này rất đặc biệt. Vậy thì khi biết số mol rồi thì các bạn hoàn toàn tính được khối lượng, đúng chưa? Các bạn lấy 0,06, M của canxi carbonate là bằng 100. Vậy 0,06 mà nhân với 100 là đáp án của cô là M1 thế này, sẽ bằng 6 gam nha. Đấy, M1 bằng 6 gam. Nào bây giờ chúng ta cùng đi xem anh M2 sẽ là cái gì nha. Vậy M1 xong, bây giờ chúng ta đi xét đến M2. Vậy Y là cái gì? Nào, đây là dung dịch Y nhá. Dung dịch Y. Vậy thì các bạn hình dung nhỉ, natri mà dung dịch Y là không còn CO3 2- đâu nhá. Toàn bộ CO3 2- mà bị canxi 2+ cướp rồi. Vậy trong dung dịch không còn canxi 2+, cũng không còn CO3 2-. Vậy nó chỉ còn cái gì? Còn NaCl và HCO3- là kia. Vậy thì dung dịch Y chính là muối NaHCO3. Chưa? Nào, đây thì các bạn nhìn này, Na bằng 0,09 mà HCO3- của cô cũng bằng 0,09, chưa? Đấy, nên nó phản ứng vừa đủ với nhau nhá. Thì đây sẽ bằng 0,09 mol. Đấy, nếu các bạn không hiểu thì các bạn sẽ lấy Na+ này cộng HCO3- này tạo thành muối NaHCO3. Thì vấn đề bây giờ đặt ra là gì? Dung dịch Y, nếu nó hỏi dung dịch Y có khối lượng bằng bao nhiêu thì các bạn sẽ lấy ngay 0,09 nhân với M lớn của anh Y này. Nhưng các bạn để ý cho cô người ta là thế nào? Cô cạn tức là đun nóng đấy nha. Đun nóng Y thì thu được M2g chất rắn. Vậy câu hỏi đặt ra là gì? Muối natri hydroxit khi đun nóng nó vẫn còn nguyên không hay nó biến đổi thành cái gì? Thì các bạn phải nhớ cho cô cái bài toán. À, trong lý thuyết thì cô đã dạy các bạn là gì nhỉ? Muối hydrocarbonate kém bền nhá. Khi đun nóng hoặc cô cạn thì nó sẽ tạo thành muối gì? Muối trung hòa là muối natri carbonate Na2CO3, giải phóng khí CO2 và nước. Đấy, cô viết cho các bạn phương trình thôi chứ thực ra là mình không phải viết nhá. Rồi. Bây giờ các bạn nhìn này, ở đây có 0,09 mol. Rồi, 0,09 mol. Thì các bạn có tính được. Đây, vậy thì đây chính là cái anh M2 đấy nhá. Cái rắn không phải là cái này đâu, mà nó sản phẩm là cái này. Vậy các bạn dùng bảo toán. Đây, ở đây có 2 này, ở đây có 1. 0,09 nhân 1 chia 2 thì nó sẽ bằng 0,045 mol. Rồi, và khi mà có số mol thì các bạn nhân với 106, các bạn sẽ ra được M2 nhá. Vậy M2 nó bằng bao nhiêu nào? Số mol là 0,045 nhân với 106 bằng 4,77. Nào, 4,77 M2 bằng 4,77 gam. Đấy, chú ý nhá. Đấy, M2 là cái anh natri carbonate này cơ, chứ phải natri hydrocarbonate, chưa? Đấy, nhưng mà nhớ cho cô là gì? Đi thi thì mình không cần phải viết cái phương trình này ra. Các bạn thấy là gì? Mình sẽ dùng bảo toàn nguyên tố natri nhá.
Đây, vậy thì cô sẽ dùng bảo toàn nguyên tố natri thì các bạn nhìn này. Natri hydrocarbonate nó đi về cái gì? Na2CO3. Ở đây natri của cô là 0.09. Thì ở đây có 2 natri thì ở đây sẽ bằng 0.09 chia 2 là 0.045 nhá. Không được bảo toàn carbon đâu các bạn ạ. Không được bảo toàn nhá, bởi vì carbon đây này không phải nó đi hết vào muối mà các bạn nhìn nó còn đi vào khí, được chưa? Đấy, nên mình không bảo toàn carbon. Phải hiểu được cái phương trình này thì mình biết được là bảo toàn anh nào nhá. Rồi, ok, vậy đấy là cái cách số 1. Còn cách số 2 thì cô hướng dẫn các bạn nhỏ nhỏ bên này nhá. Đấy, cách số 2, nói thêm thôi. Đây, cách số 2. Cách số 2 thì cái bài này thì nó sẽ không quá đặc biệt, nhưng mà nó sẽ đặc biệt đối với những cái bài khác. Các bạn để ý cho cô là gì? Cô không cần quan tâm là tỷ lệ là bằng bao nhiêu, sản phẩm nó tạo ra cái gì, mà cô cần biết là gì? Cái sản phẩm sau phản ứng nó có cái gì nhá. Thì các bạn để ý cho cô này, toàn bộ khí CO2 đi hết vào đâu? Toàn bộ CO2 nó không bay lên trời, nó đi hết vào trong dung dịch dưới dạng CO3 2 trừ nhá. Toàn bộ canxi 2 cộng đi hết vào đâu? Đi hết vào trong cái bình phản ứng của bạn ý, dưới dạng canxi 2 cộng. Mình cũng không quan tâm có kết tủa hay không nhá. Kết tủa thì thực ra kết tủa nó cũng ở trong cái bình phản ứng của các bạn thôi. Na cộng là 0.09. Canxi 2 cộng 0.06. Nào, vậy CO3 2 trừ bảo toàn carbon là 0.15. Rồi, thì bây giờ các bạn nhìn cho cô này, điện tích dương với điện tích âm như nào thì các bạn nhìn nhá. Dương của cô là 0.06 nhân 2 là 0.12 cộng với 0.09 là 0.21. Mà âm của cô mới có bao nhiêu đây? 0.15 với 2 là 0.3. Nghĩa là âm lớn dương lớn bao nhiêu? Lớn 0.09. Vậy nghĩa là gì? Cô thiếu gì? Cô thiếu dương. Thiếu dương thì các bạn bù cái gì? Bù H cộng nhá. Thiếu dương thì bù H cộng cho cô. H cộng sẽ bằng âm trừ đi dương là bằng 0.09. Đấy, và từ đây các bạn nhìn ngay này, có phải muối hydrocarbonate của cô là 0.09 không? Đấy, thực ra hydro lấy CO3 2 trừ để tạo thành HCO3 trừ. Thì cái phần còn lại là 0.06 CO3 2 trừ chính là cái muối CO3 2 trừ này. Hiểu chưa? Đấy, thì xác định sản phẩm các bạn cũng làm tương tự như vậy. H cộng CO3 trừ. Thì từ đây thì các bạn có thể suy ra luôn cho cô. HCO3 trừ sẽ bằng. Đấy, hiểu. Đây, có H cộng thì toàn bộ H cộng sẽ do gì? Do cái muối hydrocarbonate, được chưa? Vậy H cộng lấy CO3 2 trừ để tạo thành 0.09 mol muối hydrocarbonate. Vậy thì muối carbonate cộng bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu nào? 0.19 này. À 0.15. Các bạn bảo toàn carbon cho cô nhé. 0.15 nhưng nó đi vào cái muối carbonate, hydrocarbonate này 0.09. Vậy nó còn 0.06, được chưa? Đấy. Mình cũng điền thôi thì mình không cần phải áp dụng cái công thức này nữa. Ok chưa? Đấy. Cách nào cũng ổn thôi nhá. Không có cách nào đặc biệt quá nhiều đâu. Vậy thì bây giờ các bạn biết CO3 2 trừ, biết canxi 2 cộng thì các bạn sẽ tính cho cô được M1 của mình đâu. Đây, M1 của mình đây. 6 gram Ca 2 cộng 0.06 CO3 2 trừ, vậy nó phản ứng vừa đủ nhá. Vậy thì còn cái dung dịch muối trong phản ứng là còn gì? Na cộng này và HCO3 trừ thôi, nó còn mỗi ảnh ấy thôi. Và đây, sau khi mà phản ứng cô cạn nhiệt độ thì nó tạo thành cái muối này nhá. Đấy, nó chỉ khác cái vùng này thôi. Thì cô hướng dẫn các bạn vẽ này, viết này thì mình sẽ tìm ra được luôn hai muối mà mình không phải thông qua cái phương trình này. Ok chưa? Rồi bây giờ chúng ta cùng sang câu số 3. Bây giờ các bạn cùng xem cho cô câu hỏi cuối cùng nào. Ở đây người ta cho gì? Hấp thụ CO2. À, biết CO2 rồi. Nhưng các bạn để ý này, vào V lít, V chưa biết nhá. Vậy NaOH các bạn không biết và KOH các bạn cũng không biết. Và người ta là gì? Thu được 4 muối khối lượng cho biết. À, vậy vấn đề đặt ra ở đây là gì? CO2 biết nhưng OH trừ các bạn không biết. Thì làm thế nào để các bạn lập được tỷ lệ giữa số mol OH trừ và CO3 2 trừ? À, CO2. Và từ đấy các bạn tính được số mol CO3 2 trừ như nào, HCO3 trừ như nào thì mình không tính được bài này. Và các bạn lại đi biện luận cái khối lượng này. À, và nhớ nhá, khóa học mình biện luận ít thôi. Càng biện luận các bạn càng làm chậm.
Được chưa? Vậy thì bài này thì cô sẽ hướng dẫn các bạn cách số 2. Ta chỉ quan tâm đến dung dịch X, ta không quan tâm tỷ lệ K nó như thế nào nhá. Nào, bây giờ mình sẽ xem cho cô. CO2 đương nhiên phải xử lý thôi. CO2 13,44 mà chia cho 2,4, à 0,6 đúng không? 0,6 mol này, cộng với NaOH. NaOH bằng bao nhiêu? Chưa biết thì các bạn tính theo V cho cô nhá. 2,75 V kali đúng không? Kali dioxide 2M với V là 2V. Ở đây người ta yêu cầu tính V nhá, thì các bạn phải thiết lập được một phương trình theo V cho cô thì tạo thành dung dịch X này. Và ở đây anh X người ta nói là có 4 muối. 4 muối mà khối lượng là bằng 64,5 gam. Đấy. Rồi, ok, vậy chúng ta đã xử lý xong dữ kiện đề bài. Thì bây giờ các bạn hãy nhớ cho cô quy tắc của cách số 2 là chúng ta chỉ quan tâm đến x thôi nhá, không cần quan tâm đến tỷ lệ nào hết. Vậy 4 muối là 64,5 gam. Nào, bây giờ các bạn nhìn cho cô, toàn bộ natri đi vào đâu? Đi vào dung dịch dưới dạng Na cộng. Bao nhiêu? 2,75 V. Toàn bộ kali đi vào dung dịch dưới dạng K cộng, nó không thể bay lên trời được, đúng không? Thì nó chỉ vào dung dịch thôi. Rồi, vậy toàn bộ CO2 này đi vào dung dịch dưới dạng CO3 2 trừ nhá, không cần quan tâm là HCO3 trừ em thì bao nhiêu. Rồi, thì giờ các bạn nhìn cho cô, đây chính là dữ kiện để các bạn tìm được cho cô nó còn thiếu cái gì ở đây nhá. Đấy, còn thiếu cái gì? Bởi vì sao? Bài này các bạn có biết V đâu mà các bạn so sánh được điện tích dương và điện tích âm, thì các bạn phải sử dụng cái dữ kiện này cho cô. 4 muối. Vậy nếu mà ở đây cô có hai cách điền, một là cô điền H cộng. Điền H cộng, điều đó có nghĩa là gì? Trong dung dịch có HCO3 trừ và một lượng CO3 2 trừ. Nhưng nếu cô điền OH trừ thì điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là có muối carbonat và OH trừ dư, nghĩa là có dung dịch kiềm vẫn còn dư. Đấy, nhưng mà các bạn lưu ý cho cô là gì? Nếu có kiềm thì kiềm, các bạn lưu ý nhá, kiềm này NaOH hay KOH nó không phải là muối nhá, nó là bazơ, được chưa? Không phải là muối. Thì nếu mà có OH trừ thì ta chỉ có một CO3 2 trừ, nghĩa là chỉ có hai muối là muối natri carbonat và kali carbonat thì không thỏa mãn yêu cầu đề bài. Vậy điều đó có nghĩa là gì? Cô phải điền vào đây là có H cộng vào đây, đúng chưa? Có H cộng thì ta có muối hydrocarbonat và muối carbonat. Và có hai ion dương, vậy 2 với 2 là 4 muối, được chưa? Rồi, ok, thì bây giờ chúng ta cùng xem nào. H cộng ta điền như thế nào? Ta phải biết được số mol đây nhá. Vậy biết số mol thì ta phải bảo toàn điện tích. Đấy, nhớ quy tắc cho cô, bảo toàn điện tích. Nào, vậy điều đó có nghĩa là anh âm phải nhiều hơn anh dương, đúng chưa? Vậy ta lấy âm trừ đi dương thì ta sẽ ra thằng dương này thôi nhá. Âm của cô là 1,2, đúng chưa? Trừ đi, nào, dương có mấy anh? Có hai anh ở đây này. 2,75 mà cộng với 2 là 4,75 V. Đấy. Đấy nhá, thiếu. Cần tìm dương thì các bạn lấy âm trừ cái dương đã có thì ra cái dương này thôi. Vậy trong dung dịch các bạn đã biết được tất cả các ion rồi, mà các bạn lại biết được khối lượng của anh X thì các bạn hoàn toàn tính được V bằng cách các bạn lập cho cô một cái phương trình nha. Vậy ta có một phương trình gì nào? 64,5 gam sẽ bằng tổng các ion natri là 23 nhân với số mol của nó là 2,75 V cộng kali là 39 nhân với 2V cộng CO3 là 60, số mol biết rồi 0,6, cộng với hydro là 1, không phải biết nhá, 1,2 trừ đi 4,75 V rồi tất cả nhân với 1 thì mình không biết nữa. Bây giờ các bạn nhập vào cho cô thì các bạn hoàn toàn tính được V là bằng bao nhiêu nhá. Nhập vào máy nào. Đấy, biểu thức phức tạp thế nào thì các bạn chỉ cần nhập vào máy thôi, nó sẽ tự giải cho mình nhá. Không cần phải bấm bằng tay đâu.
Sol xin nó bằng bao nhiêu? À, V bằng 0,2. Rồi, 0,2 lít, số rất là đẹp. Đấy, vậy ở đây thì chúng ta nên sử dụng cách số 2. Chứ cách số 1 là các bạn lại phải đi biện luận xem là 64,5 gram này là muối gì thì phức tạp lắm nhá. Đấy, cách số 2 ta việc chỉ việc điền xong rồi ta giải phương trình thôi thì đã xong, được chưa? Thì trong cái khuôn khổ bài hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn hai dạng. Một là dạng bài toán khử oxit kim loại và hai là bài toán sục CO2 vào dung dịch kiềm. Vì thời lượng có hạn nên chúng ta sẽ không xét đến bài toán H cộng đổ vào dung dịch hỗn hợp muối carbonat hoặc là làm ngược lại nhá. Thì bài toán đấy thì trong cái chuyên đề về sau thì cô sẽ hướng dẫn các bạn theo sau nhá. Ok, vậy cô chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.